Thưa quý vị, ứng dụng Bluezone đang được đông đảo người Việt Nam hưởng ứng và cài đặt. Tuy nhiên, với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, qua khảo sát thì không nhiều người biết đến ứng dụng này. Tôi không biết thông tin về ứng dụng này. Sau khi nghe bạn hướng dẫn, có lẽ tôi sẽ thử cài đặt. Tôi có nghe qua nhưng mà chưa hiểu lắm nên cũng chưa cài đặt trên điện thoại của mình. Tôi nghĩ ứng dụng này chỉ cần thiết với một số trường hợp như thường xuyên di chuyển, đi du lịch mà thôi. Nguyên nhân được nhiều người nước ngoài đưa ra là do thiếu các kênh thông tin về ứng dụng Bluezone, và nếu có thì chỉ được thể hiện bằng tiếng Việt. Đối với anh Kim Won Hun, một người Hàn Quốc đang sinh sống tại Đà Nẵng, qua sự hướng dẫn của một số bạn bè Việt Nam về Bluezone, anh đã ngay lập tức cài đặt ứng dụng này trên điện thoại. Tôi nghĩ ứng dụng này khá cần thiết, giúp truy vết những người nhiễm bệnh trong cộng đồng và thông báo đến người dùng nếu chúng ta đã từng tiếp xúc với họ. Ngay khi được giải thích về ứng dụng thì tôi đã cài đặt ngay. Văn phòng làm việc của anh Kim là nơi nhiều người nước ngoài tìm đến giải quyết những công việc liên quan đến thị thực kinh doanh. Anh cùng các nhân viên của mình đã dán những bản thông báo nhỏ về ứng dụng này bằng tiếng Anh và tiếng Hàn, kết hợp mã QR code để mọi người tiện theo dõi. Khi được giới thiệu về ứng dụng này và hiểu được tầm quan trọng, ai nấy cũng đều hưởng ứng. Với ứng dụng này, tôi có thể yên tâm đi mua sắm tại nơi công cộng khi nó có thể truy vết được liệu chúng ta có tiếp xúc gần với những người nhiễm bệnh hay không. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy biết ơn khi chính phủ Việt Nam đã có chính sách xét nghiệm dành cho người nước ngoài như chúng tôi. Tôi nghĩ càng nhiều người nước ngoài biết đến và cài đặt ứng dụng này sẽ càng giúp ích trong công tác phòng chống dịch của thành phố. Bên cạnh văn phòng làm việc, tôi có giới thiệu thông tin về ứng dụng này cho cộng đồng người Hàn Quốc có thể dễ dàng tiếp cận khi đi mua sắm tại các siêu thị mini. Đà Nẵng là thành phố được nhiều người nước ngoài chọn làm nơi làm việc và định cư lâu dài. Vì thế, đối với công tác chống dịch COVID-19, rất cần sự chung tay hưởng ứng của cộng đồng này. Bên cạnh triển khai các biện pháp như khai báo y tế, tạm trú, đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone đến người nước ngoài giúp họ bảo vệ cho chính bản thân và những người xung quanh, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho công tác truy vết các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.